Bây giờ đến con Tuất, con Tuất xong đến con Hợi đúng không ạ? Con Tuất thì năm nay đối với sự nghiệp á, con Tuất năm nay rất là may mắn mà. Năm nay là con Tuất là may mắn số 1 trong 12 con giáp luôn. Và các bạn nên đeo cái mặt dây chuyền hình con Tuất nha. Dễ dàng khai thác sự hỗ trợ từ sếp và đồng nghiệp. Nhưng mà khiêm tốn nha, người ta nói phong độ chỉ là tức thời, đẳng cấp mới là mãi mãi, cho nên năm nay á may mắn hơn người khác. Làm ăn cái gì cũng thuận lợi hơn người khác á thì phải biết khiêm tốn, khiêm nhường và tôn trọng người khác. Vì á nếu mà năm nay ai mà làm thành công nha, kiêu ngạo mà, 2023 đầy thử thách và ai cũng khó khăn lắm, có mình làm tốt á, đầu mặt vênh lên trời là coi chừng á, coi chừng sẽ chính mình làm tổn thương chính mình vì cái sự kiêu ngạo của mình. Cho nên các bạn phải hết sức khiêm tốn, mặc dù năm nay các bạn sẽ cực kỳ may mắn nha. Và có thể năm nay các bạn tuổi Tuất có thể xem xét để mở rộng kinh doanh hoặc đảm nhận nhiệm vụ nổi bật hơn. Kiểm tra tài chính doanh nghiệp chặt chẽ để ngăn chặn gian lận. Nếu bạn nào làm doanh nghiệp á thì coi chừng gian lận, các bạn phải kiểm tra tài chính chặt chẽ hơn nha. Được chưa? Còn về sự giàu có thì tuổi Tuất năm 2023 cho thấy là phương diện về tài lộc rất là ok. Ai mà làm công thì sẽ được cất nhắc hoặc tìm được vị trí công việc phù hợp. Thì các bạn biết rồi, cất nhắc hoặc là tăng chức thì sẽ tăng lương thôi. Ai làm chủ sẽ gia tăng được lượng khách hàng và đối tác. Ai có ý định khởi nghiệp thì nên triển khai luôn trong năm 2023. Tức là người tuổi Tuất năm nay làm gì cũng hanh thông thuận lợi hết. Các bạn tận dụng cơ hội này nha. Còn về sức khỏe nói chung cũng rất là tốt. Nhưng mà các bạn đừng có ham việc quá, phải phân bổ đủ thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe hợp lý nha. Lái xe thì chú ý an toàn, khi đi du lịch thì tránh các hoạt động rủi ro cao. Và mối quan hệ thì về mối quan hệ hôn nhân, tình yêu gì đó, tình cảm gì đó thì năm nay người tuổi Tuất cũng rất là đào hoa, mối quan hệ mạnh mẽ may mắn. Người độc thân thì sẽ dễ dàng tìm thấy mối quan hệ mới. Còn các cặp đôi hiện tại thì có thể củng cố mối quan hệ và sẽ mặn nồng hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà năm nay người tuổi Tuất chú ý là có thể gặp trở ngại với những tin đồn không hay, phải xử lý đàng hoàng. Tại vì theo lá số tứ trụ á, thì những người mà có con Tuất ở trong lá số tứ trụ á, thì họ hay gặp những cái họ hay giúp đỡ người khác xong rồi bị đối thủ á, quay lại cắn, kẻ thù của người đó quay lại cắn. Xong rồi á, khi mà có nỗi buồn hoặc là một cái gì đó thì cảm xúc á, không tốt á, cứ giấu trong lòng không biết nói cùng ai. Được chưa ạ? Những khi mà gặp trở ngại, gặp buồn đau á, là cứ để trong lòng không biết tâm sự cùng ai. Cho nên là khi gặp trở ngại vì những tin đồn không hay á, thì phải xử lý một cách đàng hoàng, hãy nói ra và hãy giải quyết nó một cách triệt để nha các bạn tuổi Tuất.